Sau việc nói gì về việc tân Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy bị soi bảng điểm thấp, lộ líp đi ba, nhiều sao Việt như Mai Phương Thúy, Thủy Vân đã lên tiếng bảo vệ tân Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy khi bị cư dân mạng soi bảng điểm thấp, lộ líp đi ba. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, mọi thông tin của Trần Tiểu Vy từ nhan sắc đời thường đến gia đình, nơi ở, chuyện tình cảm đều được khán giả quan tâm. Bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc của Trần Tiểu Vy, thì một số cư dân mạng đã soi mói chuyện tân Hoa hậu Việt Nam 2018 từng đi ba, nói năng ấp úng. Ngoài ra, trên Facebook còn lan truyền bảng điểm tốt nghiệp được cho là của Trần Tiểu Vy trong kỳ thi vừa qua. Bảng điểm đa số dưới trung bình, điểm cao nhất là toán với 5,2 điểm, điểm thấp nhất là sinh học chỉ đạt 2,75 điểm. Điểm số các môn còn lại như văn 4,75, lý 4,75, hóa học 4, tiếng Anh 4,6 và khoa học tự nhiên 3,83. Ngay lập tức cư dân mạng đã ném đá chê bai Trần Tiểu Vy. Trước việc Hoa hậu Việt Nam 2018 bị một số cư dân mạng ném đá, nhiều sao Việt đã lên tiếng bảo vệ và động viên. Hoa hậu Thu Thủy chia sẻ trên trang cá nhân, thấy các mày nghĩ thi Hoa hậu là thi học sinh giỏi à mà xét nét cái bảng điểm con nhà người ta. Thu Thủy cho rằng Hoa hậu Việt Nam 2018 là cuộc thi nhan sắc, chứ không phải thi học sinh giỏi, vì vậy mọi người không nên xét bảng điểm của Trần Tiểu Vy. Cindy Thái Tài bức xúc và chia sẻ những người chỉ trích Hoa hậu Việt Nam là đầu óc ngu dại, bệnh hoạn. Cindy Thái Tài cho rằng, nếu bây giờ Hoa hậu xấu mà học giỏi cũng bị ném đá, từ trước giờ chúng nó tôn vinh đứa nào xấu xí làm Hoa hậu chưa, hay toàn ném đá nhục mạ người ta, một lũ đầu giỏi ganh tị. Mai Phương Thúy cho rằng, việc tân Hoa hậu sau đăng quang gặp nhiều bàn tán mổ xẻ, ném đá khen chê là hoàn toàn bình thường. Vì em ấy còn quá trẻ, mới 18 tuổi và chưa từng thi cuộc thi nhan sắc nào nên còn non nớt và thiếu kinh nghiệm. Mai Phương Thúy chia sẻ, Hoa hậu Việt Nam 2006 cho rằng ban giám khảo không sai lầm khi chọn Tiểu Vy. Mai Phương Thúy thích thú khi tân Hoa hậu Việt Nam chia sẻ, tôi rất ấn tượng khi xem chị Mai Phương Thúy đăng quang, ra đường nhiều người nói tôi giống chị, về nhà tôi lại tìm chương trình để xem lại. Là MC dẫn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, Á hậu Thủy Vân bảo vệ Tiểu Vy. Câu chuyện bản điểm của Tiểu Vy cũng đang khiến cho cộng đồng mạng có cái nhìn thiếu tích cực với cô ấy. Nhưng Tiểu Vy còn trẻ lắm, ở mỗi một thời điểm người ta cần nhìn nỗ lực thay đổi của người đó để đánh giá, chứ không phải điểm số quyết định hoàn toàn. Tiểu Vy còn nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân và chứng minh với công chúng mình xứng đáng. Việc làm tốt nhất của chúng ta là hãy động viên, khuyến khích cô ấy. Đừng ném những ánh nhìn tiêu cực hay một lời nói khiếm nhã. Bởi điều chúng ta muốn nhìn thấy nhất là vẻ đẹp trong sáng của Tiểu Vy. Đồng hành cùng Thủy Vân, Tuấn Tú, Diễm Trang trong việc dẫn chương trình chung kết Hoa hậu Việt Nam, MC Vũ Mạnh Cường cũng lên tiếng khi Trần Tiểu Vy bị chê bai nói năng ấp úng. Thật lòng mà nói không nên đòi hỏi quá nhiều ở một cô gái 18 tuổi. Trong mắt Cường, Tiểu Vy là người cởi mở, chan hòa và rất lễ phép với mọi người. 30 phút ngay sau khi vừa gọi tên là khoảng thời gian cô ấy hồi hộp nhất, nên hơi ấp úng trước câu hỏi hóc búa của báo chí là bình thường. Bạn ấy cần thời gian để gọt giũa và tôi rèn bản thân thêm nữa để có bản lĩnh trước truyền thông. Cá nhân Cường làm nghề khá lâu, nhưng những cuộc gặp báo chí còn hồi hộp thì không cớ gì cô gái vừa đăng quang phải chịu chỉ trích vì ăn nói chưa nhanh nhạy. Thú thật lúc đó Cường rất thương và đồng cảm cùng Vy và hai á hậu còn lại. Mặc dù không lên tiếng bàn luận về việc thành tích học tập hay việc đi ba của tân Hoa hậu Việt Nam 2018, nhưng Ngọc Hân lại tiết lộ cơ duyên gặp gỡ Trần Tiểu Vy tại Hội An. Và chính Ngọc Hân đã là người thuyết phục Trần Tiểu Vy tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Lần đầu gặp em vào những ngày tháng 4 tại Hội An, chị đã có một ngày thật đáng nhớ. Dù đã đến Hội An nhiều lần, nhưng một ngày được khám phá nơi đây qua lăng kính của một cô gái xinh và lớn lên tại thành phố Hội An thì lại khiến cho chị cảm thấy nơi đây thêm thú vị và hấp dẫn. Từng góc phố, ngôi nhà đều được em giới thiệu một cách say sưa và tỉ mỉ. Đặc biệt hào hứng, khi chỉ cho chị những món ngon nằm trong con hẻm nhỏ, chị đã cảm nhận cô bé này hẳn phải yêu và hiểu Hội An lắm thì mới có thể giới thiệu một cách truyền cảm hứng đến như vậy. Sau lần đó, chị đã có ý định làm những mẫu áo dài lấy cảm hứng từ nơi đây và mời em làm người mẫu. Còn gì hoàn hảo hơn khi một cô bé yêu và hiểu Hội An mặc những mẫu áo dài lấy từ cảm hứng phố hội. Chắc hẳn sẽ là một bộ hình ấn tượng, nghĩ là làm, đến lúc thấy em diện những mẫu áo dài, chị bất ngờ trước sự biến hóa này. Từ một khuôn mặt mộc rất xinh xắn, hồn nhiên và dễ thương, nhưng đến lúc trang điểm, diện lên tà áo dài thì sao mà dịu dàng nữ tính và cuốn hút đến như thế. Ngay lúc ấy trong đầu chị đã nghĩ phải thuyết phục cô bé này tham dự Hoa hậu Việt Nam 2018, chắc chắn sẽ là một ứng viên sáng giá.
Cho đến giờ phút này, chị vẫn chưa tin được cô bé hướng dẫn viên tinh nghịch đáng yêu ngày nào giờ đã là Hoa hậu Việt Nam 2018. Giờ phút em được xướng tên, chị quá xúc động nhưng không tránh khỏi những lo âu. Vì em còn quá trẻ, quá hồn nhiên và non nớt trước những áp lực của danh vị mới. Nhưng chị tin vào cảm nhận của mình về một cô bé chân thành, lanh lợi. Em sẽ sớm trưởng thành và hoàn thiện mình. Và chị cũng tin bằng tình yêu của mình dành cho quê hương. Em sẽ khiến cho Hội An ngày càng trở nên biết đến nhiều hơn, đẹp thi vị và gần gũi hơn với du khách trong và ngoài nước.